Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình trước đi, to lên rõ cho bên kia nghe nha. Đầu tiên là tôi xin chào em. Dạ. Tại vì thứ nhất là phụ nữ, thứ hai là thua mình đến 6 tháng. Trời. Tôi biết bạn sinh vào ngày 12 tháng 12. Wow. Còn tôi thì mùng 2 tháng 6 đúng không? Cũng có theo dõi và biết đúng ngày tháng 12 tháng 12 luôn hả? Hay quá. Rất là tuyệt vời khi mà mình có thêm một người bạn mà nhớ rõ luôn cái ngày tháng năm sinh của mình. Thật ra thì tôi là fan của bạn từ rất lâu rồi. Dạ, yeah, cảm ơn anh nha, cảm ơn anh Dương. Xin chào bạn nữ bên kia, tôi tên là Dương. Hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, yeah. Anh Dương là quê gốc mình ở đâu? Tôi ở Hải Phòng. Ở Hải Phòng, mình vào Vũng Tàu lâu chưa? Mình vào từ năm 1995 là vào đất miền Nam. Dạ, cũng lâu rồi. Vào đất Vũng Tàu thì năm 1999. Hiện tại công việc của anh là gì? Kinh doanh tự do. Tự do là gì anh? Thế là cái nào có lợi nhuận thì mình sẽ sẵn sàng. Nhưng mà hiện tại bây giờ là cái gì đang có lợi nhất với anh? Ở nhà nghỉ hết sạn. À dạ, cái này thì em nghĩ lúc nào cũng có khách hết trơn. Ngoài ra thì mình có thể kinh doanh ở bên ngoài. Cứ mặt hàng nào nó có lợi nhuận thì mình sẵn sàng. Nói chung anh Dương là một người nắm bắt thời cơ rất là nhanh lẹ, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ cái công việc gì là chính, cái sở thích, cái đam mê chính của anh là cái gì? Đam mê thì vẫn thích ca hát. Sở trường của mình là bolero, nghề tay trái thôi ạ. Vậy một chút xíu nữa là sẽ hát cho bạn gái bên này nghe nha. Chắc chắn là như vậy rồi. Dạ. Nha. Bên đây chắc chào em nha. Rồi, em năm nay bao nhiêu tuổi? Em 41 ạ. 41 là sinh năm 79. Em tên là gì? Em tên Mộng Cầm. Mộng Cầm, dạ. Trời ơi, làm chị nhớ hàng mặt tử của em. Mộng Cầm đang làm công việc gì em? Hiện tại em đang làm bộ phận sale, kinh doanh bán hàng của một công ty dược phẩm của Mỹ. Quê mình ở đâu Cầm? Quê thì ở Kiên Giang. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hay nghỉ dưỡng đi chơi gì không? Dạ có. Nào ra Bà Rịa Vũng Tàu tắm biển ha. Dạ. Đi rủ gì Tường đi với ha. Dạ. Nhớ nha. Nhớ em nha. Đi rủ chị đó. Có hay lên thành phố Hồ Chí Minh chơi không Dương? Mình thì cũng đi thường xuyên. Giờ gần chạy cái rẹt qua cao tốc là tới rồi ha. Nghe thì nó xa cái Vũng Tàu, cái thành phố, nhưng thực ra ra là nó giáp ranh, nó kế bên. Không sao hết. Không ảnh hưởng gì đến chuyện hẹn hò đúng không? Dạ được chị. Được. Điểm mạnh điểm yếu của Cầm là gì? Em thì được mọi người nhận xét là tính tình cởi mở, hòa đồng, rất là dễ gần. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính và dễ tin người. Có bị gạt lần nào chưa? Chắc có á. Dạ hả? Trời, sao tụi mình dễ bị gạt quá ta. Thường bị gạt hoài à. Lần nào cũng nói rút kinh nghiệm, nhưng mà không có kinh nghiệm nào giống cái kinh nghiệm nào. Dạ, dạ, chắc em giống chị á. Nhiều khi bạn bè đồng nghiệp của em nhìn một người nào đó có thể đoán, sau khi tiếp xúc khoảng chừng 5 phút có thể đoán được tính cách của người đó như thế nào. Còn em thì phải mất nhiều lần như vậy em mới đoán ra được người đó. Vấn đề lúc đoán trúng hay trật đó, chứ còn bao lâu đoán nó đâu quan trọng. Chị nhìn cái chị cũng đoán được liền à. Mà thường thường trật nhiều hơn trúng. Thế còn Dương thì sao? Điểm mạnh và điểm yếu của anh là gì? Mình nghĩ là cái điểm mạnh này của mình là trở thành một truyền thống gia đình. Tất cả những người trong gia đình nhà mình, từ cha mẹ đến anh chị em, rất quan tâm đến người khác. Cái điểm yếu của mình thì nó cũng có cái hơi tệ. Điểm yếu là nó hơi nhỏ đó. Dạ, nó lớn xíu đi, bên này không nghe nè. Em thấy em khó nghe đó. Cứ đô con vặn vỡ lắm mà nó nhỏ quá. Mình thì cái là ngủ ngáy. Ngáy thì chắc lớn, là tại ban ngày nói nhỏ quá, ban đêm ngủ ngáy lớn. Bạn bè mình thì vẫn nói là bạn ngáy thì chắc tần suất cũng phải tương đương với cái máy cày 3.500 đấy. Tương đương với cái máy cày 3.500 đấy. Ghê vậy hả? Ngủ chung mà có ngáy mình đạp cái là hết ngáy, đạp cái hết ngáy. Một cái nữa là gần đây mình có một cái tật xấu là hút thuốc. Mới gần đây thôi. Tự nhiên biết tật xấu mà tập chi vậy? Buồn đấy bạn. Buồn gì mà phải hút thuốc? Công việc mình thì cứ từ sáng sớm cho đến có khi 12 giờ đêm mới đặt lưng xuống giường. Những lúc nào về buồn, mình thì lại không rượu chè, không, nó không hầu như với tất cả. Cái tự nhiên giờ học tập hút thuốc. Buổi sáng một ly cà phê, một ly thuốc. Nhưng mà một ngày một ly cà phê, đi thuốc thì đâu có sao, hút không. Nhiều quá mới có vấn đề chứ. Cứ khoảng 2 ngày đến 3 ngày là mình hết gói. Hết gói, vậy mà làm mỗi sáng một cà phê, đi thuốc. Thì những lúc cà phê là mình cũng hút thuốc. Trời đất. Bình thường thì thôi. Em dị ứng với thuốc lá đấy anh ơi. Đó. Với khói thuốc lá. Đó. Bây giờ sao? Mình nghĩ là nếu mình có một người kế bên mình thì chắc có lẽ là thuốc sẽ không còn chốt đúng. Đó. Tôi thích cái câu đó, nó mới câu chốt hạ vậy đó. Anh hứa nha. Tôi làm bằng chứng cho, đừng lo. Anh cũng chẳng cần thể hứa, nhưng mà rõ ràng ở đây là lúc trước anh không hề hút. Từ khi sau ly hôn mà buồn quá, thật sự buồn. Không dùng cái gì hết. Sau gì? Sau khi ly hôn. Là mình có gia đình rồi. Đúng rồi. Hiện là mình đang là người ông bố đơn thân.
Gà trống nuôi ba con. Nuôi ba con? Dạ. Mấy tuổi? À, cháu lớn nhất năm nay 19 tuổi. 19. Cháu hiện nay đang học trường đại học năng khiếu thanh nhạc. À, rồi giống ba ha, theo nghề ba rồi. Hai em nhỏ thì một trai một gái, một em năm nay lên vào lớp 4, còn em vào lớp 2. Lớp 2 là mới có 8 tuổi à? 8 tuổi, 10 tuổi. Dạ, vậy là cái hôn nhân mình cũng tới mười mấy năm? Dạ, 18 năm. 18 năm, ba mặt con. Dạ. Ly hôn bao giờ? Cũng được 2 năm. Lý do tại sao vậy anh? Nhiều nguyên nhân cộng dồn lại rồi mình cứ trừ điểm dần 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 đi, cuối cùng thì mình không thể tiếp tục được nữa. Ai là người đưa ra cái quyết định này? Mình đưa ra quyết định. Một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau. Mẹ của mấy cháu đâu? Thường thì mẹ sẽ dành nuôi con chứ. Thường là như vậy. Yeah. Và sau cuộc ly hôn thì người phụ nữ sẽ là những người đau khổ nhất. Yeah. Nhưng người phụ nữ con đó của mình thì hoàn toàn ngược lại, hoàn toàn ngược lại. Bây giờ họ cũng có gia đình rồi, họ cũng lấy người khác. Cổ có con mới chưa? À, chưa. Có thăm nom mấy đứa nhỏ không? À, cũng lâu lâu cũng về ghé thăm. Yeah. Khi anh đưa quyết định ly hôn thì cổ đồng ý liền hả? Cái tờ giấy quyết định ly hôn của mình là cô ấy ly hôn đơn phương. Là sao em chưa hiểu? Ai đơn phương? Người vợ cũ của mình. Là cổ là đơn phương ly dị? Đúng rồi. À, là coi như là anh không chịu rồi cổ tự đơn phương. Hồi nãy giờ em lại tưởng ngược lại là anh là cái người chủ động ly hôn. Vậy là cổ mới là người chủ động ly hôn. Anh không chịu. Nếu mà một người phụ nữ đã quyết định như vậy thì em nghĩ là nó phải... Một là anh nó có quá cái gì đó nó ghê gớm lắm mà cổ không chấp nhận được. Còn hai là cổ phải có người thứ ba thì cổ mới... Mình cũng khỏe là mình không chịu. Nhưng mà ngay từ đầu là mình đã nói rồi, là nếu không còn duyên, không còn cảm xúc với nhau nữa thì nên ly hôn đi. Rồi sau bao lâu thì cổ tiến tới với người kia? Cô ấy ở với người kia trước khi ly hôn. Ồ, vậy là nói chung là có người thứ ba trong cái câu chuyện của mình rồi. Đấy cũng là một cái cho những cái tác nhân. Cái đó thì quá tác nhân chứ, một trong những gì cái đó mới là cái tác nhân chính. Bao nhiêu cái mâu thuẫn của hai không, vợ chồng nói được như vậy, tại nếu thể... mà như thế thì sẽ đổ tội hết cho cô, cũng tội. Nhưng mà đó, nếu mà tác nhân chính ta càng ly là cái đó. Nếu không có cái đó thì vợ chồng vẫn có thể thương lượng hoặc là thỏa thuận hoặc là có thể ngồi lại với nhau bàn bạc. Nhiều vấn đề khác họ không muốn rồi, nhưng mà cộng thêm người đó là một phần nữa là động cơ cho họ. Cũng có thể, thôi nghĩ gì đi cho đời nó vui. Các con có ủng hộ anh khi mà tham gia chương trình này không? Cháu nói là bố ơi đi thôi nhưng đừng bấm nút. Bố ơi đi thôi nhưng đừng bấm nút. Gì kỳ vậy? Tại vì cháu mới có 10 tuổi. Ồ, đi thôi mà đừng bấm nút. Cháu nó có hiểu gì đâu. Là sợ mất bố đúng không? Sợ mất bố rồi. Là bố chăm con như ai sẽ phụ bố chăm con hiện tại? Hiện tại thì người chị kế sau khi biết ly hôn đó, chị thấy cuộc sống cũng vất vả. Chồng mất rồi, có một đứa con gái thì con gái thì lấy chồng rồi. Dạ. Nên chị và chị giúp. Chị phụ ha. Dạ. Nghe câu chuyện của ảnh thì mình có cảm xúc gì không? Cầm mình suy nghĩ như thế nào? Không biết là bên đó còn tình cảm gì với người cũ hay không. Gà trống nuôi ba đứa con thì thấy cũng đáng thương. Kìa, cổ hỏi câu hỏi kia kìa, trả lời kìa. Sống với nhau một ngày thôi, nó cũng nên nghĩa rồi, đó là vợ chồng. Đây là 18 năm thì tất nhiên là tình cảm thì không thể là không có được. Có thể hai người thay đổi về tình cảm, về cuộc sống. Nhưng có một cái không thể thay đổi, đó chính là con chung. Tình yêu với người cũ đó thì chắc là chính xác không còn nữa. Chỉ còn nghĩ một cách đơn giản là thôi. Nếu như một ngày nào đó họ gặp chuyện, mình cũng có thể mình giúp. Tùy một cái nghĩa hoặc là vì các con cái mình. Dạ đúng rồi. Ví dụ cháu nói là bố ơi giúp mẹ, cứu mẹ đi. Thì mình phải giúp thôi, đúng đó không? Là tình đó, nghĩa, đó tình cảm, tình nghĩa. Người, dạ. Nhiều cái tình lắm. Đó. Dạ. Thế là cái chuyện mà nói không có tình cảm thì nó không thật. Dạ đúng ạ. Dạ. Cái tình yêu thì nó không còn. Nhưng mà cái tình nghĩa luôn luôn có. Rồi còn tình trường của mình sao Cầm? Em ly hôn cách đây 10 năm. Ừ. Người cũ của em là có người thứ ba. À, sao giống bên đây vậy? Rồi, mình có rồi. Cháu nào chưa? Em có một bé, hiện tại là học lớp 6. Bé thì sống với em. Tụi em hiện giờ coi nhau như là bạn bè vậy đó. Đó cũng là câu trả lời hồi nãy em hỏi ảnh bên đây. Thôi, đó là chuyện cũ rồi, mình cho qua. Mình hãy hướng tới những cái tương lai, những cái gì đó giá trị nó tốt đẹp hơn. Anh muốn tìm một mẫu người bạn đồng hành cùng với mình trong tương lai như thế nào? Mình thì mình không có đòi hỏi quá nhiều vào những người phụ nữ. Chỉ mong người phụ nữ của mình đồng cảm với mình về cách suy nghĩ, lối sống. Dạ, thông minh. Cầm. Em thì do người cũ của em không có chung thủy nên là em cái em cần đầu tiên nhất là người đó phải chung thủy với em. Nếu mà có muốn không còn thương em nữa thì phải rạch ròi rõ ràng, chia tay em rồi đi ra hãy quen người khác. Với tuổi này rồi thì em cũng mong muốn người bạn của em cũng ổn định về công việc, biết cách giao tiếp. Nghe cái điều đó anh thấy như thế nào, hợp lý không, anh làm được không? Mình đang sở hữu nó mà.
Tại vì hơn ai cả mình đều là những cái người đã gãy đổ để mình hiểu được cái giá trị của hạnh phúc. Mình không thể đùa giỡn được. Nếu mà chưa thật sự hiểu nhau thì mình có thể là tìm hiểu làm bạn. Nhưng khi đã quyết định đồng hành với nhau thì nên trân trọng cái mối quan hệ đó. Cho chị coi hình của em ơi, anh có hình ông Dương? Ủa hình này chụp hồi nào vậy? Mới chụp cách đây khoảng 1 tuần chị. Trời ơi dễ thương quá, đây mới chụp cách đây có 1 tuần. Yeah. Sự lựa chọn nó cũng ít lắm, không có nhiều đâu. Hình này chụp lâu chưa anh? Rồi năm ngoái. Dễ mà, đoán xem ảnh đâu? Chắc là người đứng bìa quá. Tại sao chọn ảnh? Một người mặc áo dài thì chắc là một sticker nào đó. Còn người đứng bìa thì quá trẻ. Chỉ còn lựa chọn là hai người mặc áo vest màu đen thôi. Hai người đưa hình dễ chọn quá mà. Đâu? Sao chọn cô này? Sao chọn cổ? Này. Mình trang trí cái giọng nói. Dạ. Yeah. Cái thứ hai là mình đã quan sát thế mà cái mắt kính ở bên kia rồi. À, quan sát cái mắt kính là hay quá ha. Hay quá. Trời, quan sát ghê. Bị lộ ghê rồi. Và bên này thì có hai mắt kính này thì nó không có tương thích. Dạ, yeah, rồi. Bây giờ mời hai bạn nhìn vào cánh cửa trái tim này nha. Để xem cái cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay khi gặp nhau là như thế nào. Chào em. Dạ, chào anh. Hồng Cầm, tên đẹp ha. Dạ. Anh có bó hoa tặng em. Mà chắc phải thật khéo chứ không qua được. Có hoa to quá. Đẹp quá. Wow. Hướng dương với hoa hồng ha. Anh có lý do của mình. Lý do gì anh? Hoa hướng dương nó trùng với tên anh. Hướng dương trùng với tên anh. Trùng với tên anh à? Dạ. Ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Còn hoa hồng? Hoa hồng thì ai cũng biết rồi. Em cũng có món quà tặng anh. Em cũng bật mí luôn, đó là một cái kính bơi. Thì hy vọng là nếu mà tụi mình có duyên với nhau á, thì em thích đi bơi lắm nhưng mà em không có bạn bơi cùng. Nên là nếu mà mình có duyên thì anh với em cùng nhau đi bơi để nâng cao sức khỏe của tụi mình. Còn nếu mà không có duyên với nhau thì em cũng mong là anh hãy đi bơi cho nó khỏe. Hay quá. Em thích đi bơi, em biết bơi không? Dạ em bơi giỏi lắm á. Ồ vậy à, sao anh? Để yên tâm à. Yên tâm hả? Anh không biết bơi hả? Phải biết chứ ạ. À, để yên tâm rồi. Vậy là hai người đi bơi, có một cái thú vui chung, có một cái sở thích chung thì rất là tuyệt vời anh ha. Anh thì rất thích chơi thể thao. Rất ít hay rất thích anh? Rất thích. Dạ. Thì chắc anh phải thích nam cho em dễ nghe đó. Chơi môn gì? Anh là vận động viên cầu lông. Wow. Đánh giải đó. Ghê vậy? Bây giờ còn chơi không? Vẫn chơi. Vậy á hả? Vận động viên cầu lông. Mà hồi nãy nói là cái nghề là cũng có nghề ca sĩ tự do. Giờ muốn nghe anh hát không? Dạ muốn. Rồi, hồi nãy hứa rồi, bây giờ làm. Mời vô. Em xin hát vài câu thôi. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tặng em theo thính lễ tơ hồng, thì đây anh đang nhận cỏ, tặng em coi như bó ngỏ. Lòng anh chắc em đã biết, lòng anh chắc em đã biệt. Trời ơi, ngọt và tiết kiệm dễ sợ. Ông này kiểu hát phải trả tiền, ông mới nghe. Ông mới không có chịu hát nhiều. Ờ, hát gì đâu mà nhỏ giọt, nó ghê luôn. Rồi. Sao anh hát thì to mà anh nói chuyện nhỏ quá ha. Nghệ đó em. Thì hát có cái nội lực. Hát cái giọng trầm ấm mà vang ha. Mà nói chuyện nhỏ xíu à. Rồi, được rồi, bây giờ thì chúng ta cái điểm khởi đầu là thấy có những cái tín hiệu tốt, đúng không? Bây giờ thì hẹn ăn trưa mà, mình phải ăn với nhau một cái bữa ăn thân mật để mình cùng trò chuyện với nhau. Rồi, xin mời. Mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất là ngon, rất là hấp dẫn của nhà hàng quê nhà nha. Đây là cái món ức ngỗng xông khói. Rồi đây là cái món cơm chiên lá é. Đó, nhưng mà quan trọng là mình vừa ăn với nhau, trò chuyện với nhau, tâm sự để hiểu nhau nhiều hơn. Rồi một ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Chúc hai anh chị ngon miệng. Dạ. Xin mời. Ăn uống tự nhiên nha. Nhau. Anh xin mời. Dạ, cảm ơn anh. Mời anh Dùng. Hồi nãy anh nói nhỏ quá em nghe không rõ. Là anh đang sống và làm việc tại Vũng Tàu. Anh ở huyện Xuyên Mộc thôi. Anh biết huyện Xuyên Mộc không? Dạ không. Em biết suối nước nóng Bình Châu không? Dạ biết. Phải đi qua huyện Xuyên Mộc đó. À dạ. Phải đi qua đó thì mới tới suối nước nóng được. Anh có thường vào thành phố Hồ Chí Minh không? Tính chất công việc với lại cháu đang học ở đây á. Em dùng đi, mình vừa dùng vừa nói chuyện. Con anh đang học ở đâu? Cháu đang học ở trường Văn Lang, quận Bình Thạnh. Em suy nghĩ như thế nào về một người trụ cột gia đình? Ở tuổi này á thì em cũng mong là người đàn ông
là trụ cột gia đình á, là một người có suy nghĩ, có chính kiến, nơi để phụ nữ có thể nương tựa vào, phải dành thời gian cho gia đình nữa. Người chồng cũ trước đây của em á thì ảnh đi nhậu thường xuyên, hầu như một tuần là đi nhậu hết 5 ngày rồi. Em thì ở nhà một mình, thành ra em thì cũng mong là một người trụ cột gia đình là phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Đây nó cũng có cái điều hơi mâu thuẫn ở chỗ là nếu dành thời gian quá nhiều cho gia đình thì việc xã hội lại không tốt. Nếu mà cách tốt nhất thì ngoài những cái việc mà là ra ngoài làm, thời gian còn lại dành cho gia đình là ok. Thì anh vẫn được làm như vậy mà. Buổi tối anh có thường ở nhà không? Anh hầu như là từ sáng cho đến đêm ở cơ sở làm, kinh doanh tại nhà thôi. À, dạ. Làm kinh doanh tại nhà. À, rảnh rỗi thì anh coi tiệm net, bên nhà nghỉ khách sạn thì có người trông coi. Khi nào cần công việc gì trên này hay là đi hát đi hò thì mình mới đi ra ngoài. Nhưng mà anh cũng ít đi lắm, tại vì như anh cũng nghĩ rồi, nếu như mình đi tập trung vào cái hát quá sẽ bỏ bê gia đình, đặc biệt là con cái mình lúc này nó đang thiếu thốn tình cảm của người mẹ, mà mình làm cha thì cũng thấy thiệt thòi cho con nhiều. Chắc trong tương lai này, anh sẽ bỏ nghề luôn. Bỏ cái nghề hát? Ừ. Nếu mà hai mình quen nhau thì anh định bao lâu anh vô Sài Gòn chơi một lần? Nếu đã yêu thì sẽ tìm cách, không yêu thì sẽ tìm cớ. Anh có muốn hỏi gì em không? Cái người chồng cũ của em á, anh xin lỗi em, tại vì nếu như anh ngồi trước em mà anh hỏi về cái người trước á, nó không có lịch sự cho lắm. Không sao, anh cứ hỏi. Như là anh Thái hỏi một lần, người chồng của em có ở gần em không? Ở cách nhà em khoảng 2 cây số. 2 cây số. Dạ. Là gia đình họ cũng ở đấy hay sao? Không, anh ở với cô bạn gái. Bà con anh em họ cũng ở gần đó luôn hay? Dạ nhỉ? Không, em thì quê Kiên Giang, còn chồng cũ của em thì quê Cần Thơ. Ờ. Thành ra là hai đứa em lên đây thì không có bà con gì trên đây hết á. Ừ. Anh cũng ở riêng với gia đình, em cũng ở riêng. Ừ. Nếu có cơ hội anh sẽ tặng cho em bài hát về Kiên Giang, anh rất thích Kiên Giang. Thôi, Kiên Giang mình đẹp làm sao đúng không anh? Kiên Giang mình đẹp lắm. Bây giờ anh hát cũng được vậy? Để lúc nào có cơ hội anh sẽ... Mình phải tạo ra một cái lời hứa hay là một cái gì đó cho... Chờ đợi chứ đúng không? Trời ơi, tôi tức ạ. Ngồi nói câu này tôi tức có nghĩa là không hát cho tôi nghe cái gì đúng không? Là hẹn hò riêng rồi hát cho nhau nghe thôi thì đúng không? Trời ơi, bởi vậy mà nói fan hâm mộ rồi. Tôi hâm mộ bạn lâu lắm rồi mà hát cho ta 4 câu thôi à. Cặp nào tôi cũng hứa nha, tại cặp này fan bự của tôi nha. Đó, mà, này hứa nè, mà cưới á nha. Mà nếu mình nhớ điều kiện phải báo trước cho mình là phải nửa tháng, 1 tháng có kế hoạch làm cho tôi đi. À, ở xa tôi cũng đi, chứ đó giờ nhiều người mời mà cũng ít có thời gian đi lắm. Nhưng mà cặp này cưới là mời tôi đi á. Làm sao mà họ mời kè 1-2 ngày mà cưới được liền đúng không? Có nghĩa là khi họ có kế hoạch đó. Không, nhiều khi nhiều người gấp khách thì nhiều khi đương tuần 10 ngày gặp sự, nhiều khi là tuần kẹt lịch. Tại nhiều khi lịch quay là sắp trước cả tháng luôn. Nhiều khi không phải là mình không muốn đi. Mặc dù ra ngoài ngồi nhưng mà cũng là lắng nghe và nghe hai bạn cũng chia sẻ với nhau rất chân thành. Tại vì thật ra mình cũng có tuổi hết rồi và mình đã gãy đổ mà mình cứ lòng vòng thì cũng không được. Thời gian này ngắn gọn, rất là thích những câu hỏi của anh Dương là đi thẳng vào vấn đề để mình có thể hiểu được nhau nhiều hơn. Bây giờ thì chương trình có những lá thăm gửi hai anh chị nè, mỗi người bóc lá để mình đọc lên, mình chơi cho vui thôi, mình để hiểu nhau nhiều hơn hoặc là có một cái sự gì đó nó tương tác để mình hiểu được tính cách của nhau. Rồi, Mộng cầm đọc trước đi. Bạn gái đang cầm điện thoại của bạn chơi. Ừ. Và có tin nhắn đến. Ừ. Bạn gái vô tình click vào thì thấy đó là người yêu cũ của bạn trai. Ừ. Lướt lên trên thì thấy hai người đã bắt đầu liên lạc lại gần đây, đúng vào ngày hai người có xích mích. Bạn trai xử lý tình huống này. Trời ơi, giờ bắt làm diễn xuất nữa. Ông anh này anh ca sĩ anh diễn xuất được á. Nắm tình huống chưa? Là... cho ra mượn điện thoại làm bộ ví dụ thôi, không có bấm vô mà mượn ví dụ điện thoại làm đạo cụ diễn cho nó hay nè. Rồi giờ đưa điện thoại cho bạn gái cầm nè, làm bộ tự nhiên tình cờ lướt vô đọc thấy nào, giờ diễn cờ lướt ra coi thấy đó. Rồi mình làm gì đó làm đi, giờ mình thái độ nha. Anh với bạn gái anh còn liên hệ với nhau hả? Thấy cô ấy vừa mới up hình của anh lên nè. Anh quen với em mà anh còn qua lại với người cũ phải không? Anh giải thích gì, tại sao có gì thì anh phải nói rõ ràng nha. Chắc đây là sự hiểu lầm gì đó chứ thực sự anh cũng chưa gặp tình huống này, anh cũng không có biết cái xử lý nó như thế nào rồi. Có biết xử lý thế nào, ủa sao như người ta lại nhắn đến một cái người mà người cũ mà nhắn đến cho mình với cái nội dung như vậy. Chắc có lẽ là theo anh suy nghĩ thì chắc là họ thấy mình đang hạnh phúc, có thể họ sẽ một vài tin nhắn để có thể thử lòng em, hoặc là có thể là họ phá. Thế mình cứ phải bình tĩnh để xem như thế nào, để anh sẽ nhắn tin anh hỏi lại cô ấy là lý do tại sao lại như vậy. Chấp nhận. Nếu mà tình huống thực tế xảy ra như vậy mà ảnh nói vậy, em có cảm thấy hài lòng, cảm có phục không? Cũng có thể chị. Thì nhiều khi
người bạn cũ của ảnh vẫn còn thích ảnh và nhắn tin ganh tị với em hoặc là gì đó, anh cứ bận thời gian nhắn tin lại xem cô ấy nói như thế nào, có em rồi. Quan trọng là cái hành động đó đó em ha. Dạ. Chứ còn mình ví dụ giải thích vậy thôi thì cũng là chưa có chắc, nhưng mà chắc chắn là cái quan trọng là ảnh sẽ xử lý trước mặt em xem là có đúng cái mối quan hệ đó là còn hay không, hợp lý. Giờ tới anh Dương đọc đi ạ. Bạn gái hãy nhìn thẳng vào mắt bạn trai, thể hiện tình cảm của mình bằng một câu nói thật hay và lãng mạn nhất có thể. Ảnh làm hay rồi đó, giờ tới phiên em đó mộng tập. Coi như đây là người mình yêu nè, nhìn thẳng nắm đuối đi, giờ nói câu gì đó thật lòng lên, nói gì nghe hay nhất có thể. Em không cần phải dùng những câu hoa mỹ, em chỉ cần nói từ trong xuất phát từ đáy lòng của em là được. Em có thể xem đây là cái cảm xúc cuối cùng khi chúng ta chuẩn bị bấm nút rồi đó, em có thể nói cảm xúc của mình hiện tại thật sự luôn với cái người ngồi trước mặt cũng được. Mình gặp nhau được mấy phút rồi, anh có thích em không? Khi gặp nhau phút đầu từ anh mất, anh đã trao nụ cười khi... Trời ơi, thẳng thắn giờ vậy à? Giờ trước khi anh trả lời câu hỏi của em á, cho anh hỏi ngược lại em một câu. Khi mà bạn Cát Tường kéo cái tấm chắn này ra này, cái cảm xúc của em thế nào? Anh ăn gian quá à, anh không trả lời câu hỏi của em mà giờ anh hỏi không, ngược lại em. Anh hỏi về cái cảm xúc của em thì anh sẽ kết hợp lại anh mới biết được. Không, em không chịu anh. Không, em không chịu. Anh ăn gian. Đúng rồi, anh ăn gian quá. Cái câu hỏi của người ta hỏi anh thì anh trả lời đi chứ anh còn đá banh lừa qua lừa lại. Ở đây đâu phải chơi thể thao đâu mà giật thể lực. Bây giờ vậy thì em cứ nói cảm xúc của em thôi. Lấy cảm xúc của mình đi. Em thấy anh cũng dễ mến. Ngắn gọn vậy thôi hả? Gì dạ. Câu hay nhất có thể gì kỳ vậy? Có câu hỏi phụ không ta? À có đây này, nó mờ quá mình không thấy. Anh xạo quá. Dễ mến ở chỗ nào? Đó. Thôi anh ăn gian quá à. Vậy anh nhận xét lại đi. Hết giờ rồi, mệt quá. Bây giờ không còn giờ nữa, bây giờ mới là quan trọng nè. Hai người nhìn nhau 30 giây. Nãy giờ chúng ta đã có 30 phút để cùng trò chuyện, ăn uống, nói chuyện với nhau cùng với cái sự gọi là kết nối của Cát Tường. Hình như hơi ít để có thể mình tìm hiểu. Đúng. Và cơ hội trong cuộc sống đôi lúc là nó cũng lướt qua rất nhanh. Có nắm bắt hay không là quyền của mỗi người. Hãy suy nghĩ bằng cảm xúc và một chút lý trí của bản thân. Nếu như cảm thấy đối phương là một cái người, một cái đối tượng có tiềm năng để chúng ta tìm hiểu và đi đến với nhau lâu dài thì không có nhà đầu tư nào bỏ qua cái cơ hội. Nếu như chúng ta thấy rằng ồ, cái chỗ đó không có tiềm năng, chúng ta có đầu tư thì nó cũng không đi đến được kết quả. Chúng ta có quyền đi tìm cơ hội khác. 30 giây dành cuối cùng dành cho nhau, mỗi người nói với nhau một câu thôi. Cảm xúc hiện tại của mình đang nghĩ gì? Mỗi người một câu rồi chúng ta đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm của Cát Tường. Rồi mời anh Dương. Anh nghĩ là chắc em không phải nói đâu, anh chỉ nhắc lại lời của chị Tường thôi. Nếu cảm thấy mến nhau thì cho nhau cơ hội. Tại vì thời gian để tìm hiểu nhau không phải là đây. Mộng Cầm có muốn nói gì không em? Em thì cũng giống như anh Dương vậy. Nếu mà cảm giác thích nhau thì cho nhau cơ hội. Chứ còn trên chương trình thì chỉ có vỏn vẹn vài phút thôi thì không có đủ để mà có cảm xúc hay là cái tình cảm nó xuất phát trong cái thời gian ngắn ngủi như thế này. Yeah. Rồi, mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. Sau 3 tiếng đếm của Tường nhá, nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm thật mạnh. Không đồng ý mình có quyền lấy tay ra. Và mình đương nhiên lớn rồi, mình phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đừng để cơ hội vụt đi mất, nhưng mà cũng không nên quyết định một cách trái với cái cảm xúc và cái suy nghĩ của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Sao ạ? Sao bấm hơi chậm vậy? Không. Nó hơi cứng. Có thiệt không? Cái nút nó hơi cứng chị. Không. Không, hụt, nút cứng thiệt. Không, nghe bên đó kêu cạch kia mới kêu. À đúng rồi, mình đàn ông mình phải chủ động chứ. Từng tuổi này rồi phải thôn chứ sao mà không khôn được. Đúng không ạ? Thôi, mời hai anh chị qua đây ạ. Anh cũng khôn vậy, hồi nãy anh hỏi hai em mấy người này chúng đôi vừa lứa lắm. Rồi, nắm tay nhau đi anh chị. Khá là đẹp đôi nha. Và hy vọng rằng là một ngày không xa biết đâu ạ. Nếu chúng ta chịu khó, đây chỉ mới là cơ hội thôi nha. Nó chưa có nói là được điều gì. Mà giống như cái cây mua về phải tưới, tưới hai bên đều tưới chăm sóc. Nếu không thì chỉ cần quên tưới một ngày nó sẽ héo. Vậy thôi. Hy vọng rằng là với ngày hôm nay Tường trao cho anh chị một cái cây thì hai anh chị sẽ chăm sóc được nó. Để cho tôi nổi tiếng chút xíu là bà Mai bà mối mắt tay. À, một ngày nào đó thì hy vọng sẽ nhận được tin vui từ hai người. Nhưng mà trước tiên là chúc hai bạn hạnh phúc, sức khỏe. Cảm ơn chị. Đã. Rồi. Bây giờ anh tự giới thiệu. Dạ vâng ạ, anh tự giới thiệu ạ. À, tôi tên là Nguyễn Kim Bảo, năm 1981. Công việc hiện tại của tôi là chạy xe công nghệ hai bánh. Rồi,
Hiện tại anh đang ở trọ hay là ở nhà của mình? À, tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, từ nhỏ. Nhà cửa mình bây giờ đang như thế nào anh? Là mình đang sống cùng với ai? Ở nhà mình đang sống cùng với ai? Hiện tại thì tôi sống một mình. Sống nhà mẹ thì ở nơi khác. À, hai ông bà ở đâu ạ? À, hai ông bà cũng ở gần, cách nhau khoảng 10 cây số. Thôi, anh Kim Bảo có điểm mạnh, điểm yếu gì? À, sao em? Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì ạ? À, điểm mạnh, điểm yếu thì tôi cũng là người đơn giản thôi. Chứ không có gì đặc biệt hết. Mình nói chung là điểm mạnh của mình là... cuộc sống của mình vậy đó. Mình cũng không có điểm mạnh, điểm yếu gì hết. À, anh từng kết hôn chưa? À, chưa. Chưa từng kết hôn. Trước giờ anh có mấy mối tình nào rồi? Có mối tình nào sâu đậm nhất? Nói chung thì mình cũng dễ nhớ mà cũng dễ quên. Thì ngày trước rồi mình cũng có nhưng mà mình cũng quên rồi. Thời gian mà nó cứ tự động quên. Có nghĩa là bọn em đang phỏng vấn là muốn hỏi câu chuyện của anh. Thì anh phải kể chi tiết cụ thể để bọn em hiểu thêm về câu chuyện tình yêu của anh. À, trước thì mình cũng có quen một hai người, thì sau đó thì không có cùng sở thích hay là cùng có niềm vui, cho nên mình tự chủ động chia tay thôi. Anh tự nhận xét là theo anh thì lý do mà anh còn độc thân, lý do mà anh ấy là gì? À, nói chung thì mình còn chưa tìm được người phù hợp, cho nên mình vẫn còn độc thân. Rồi bây giờ anh mong muốn chương trình tìm cho mình cái người phù hợp là như thế nào? À, người phù hợp thì nói chung là một người hòa đồng vui vẻ. Người đó cũng không có, nghĩa là không có yêu cầu gì quá khắt khe. Tại vì cuộc sống tôi đơn giản mà. Tôi chỉ tìm một người chung niềm vui đơn giản như mình thôi. Anh có, trong cuộc sống của anh thì anh có những cái niềm vui đơn giản như thế nào? Niềm vui đơn giản của tôi là, nói chung là bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi. Tôi là thích đi du lịch bằng xe máy, hai bánh. Đó, nếu mà tìm được người bạn đồng hành nào thì có cuộc sở thích thì mình làm quen với nhau. Rồi, bạn gái mà đã từng đổ vỡ hôn nhân có sao không? Bạn gái hồi thực cũng lâu lắm rồi, thì tôi không còn nhớ nữa. Không, bạn gái, cái mẫu người á, cái mẫu người mà người ta đã từng đổ vỡ hôn nhân ấy thì anh có quen được không? À, nói chung thì người ta cũng trải qua rồi. Ý là mình chỉ tìm một người bạn nào mà chưa từng kết hôn. Nhưng mà anh sinh năm 1981, mà bây giờ anh tìm một cô sinh năm 1981 chưa từng kết hôn nữa thì làm sao mà nó khả thi được? Chương trình thôi, nếu mà chương trình tìm được thì tốt, còn nếu mà chương trình không tìm được thì cũng không sao cả. Có nghĩa là anh vẫn mong muốn là tìm bạn gái chưa từng kết hôn? Vâng, đúng rồi. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh Kim Bảo nhé. Thì hôm nay là làm quen với anh trước cái đã, xong rồi tìm được cái người mà phù hợp với anh thì chương trình sẽ liên hệ lại với anh nhé. Rồi, cảm ơn. Quê là Bến Tre. Ừ. Người ta là đang kiếm hàng về may mặc. Ừ. Rồi mình nói một chút điểm mạnh, điểm yếu của mình nha. Điểm mạnh là người thẳng thắn. Điểm yếu là... Nhậu thuốc nhiều không em? Ừ. Tính tình hơi hiền. Hiền mà là điểm yếu hả? Đúng rồi. Ừ. Rồi, mình được bao nhiêu mối tình rồi, sao mà chia tay? À, nói chung là cũng 1-2. Chứ không hợp á chị. Cụ thể sao không hợp, không hợp chuyện gì? Nói chung về tuổi tác, với lại do nói chung là
người ta thích tiền nhiều hơn. Em không có tiền hay sao? Tiền em làm thì sao? Kinh tế của em như thế nào? Thế người ta đòi hỏi số tiền nó phải lớn hơn nữa. Ừ, không, chị đang hỏi em đó, cái thu nhập mình thì ổn định không? Dạ, ổn định chị. Bao nhiêu, khoảng tầm bao nhiêu tháng? 10 triệu chị. Ừ. Rồi, bây giờ em muốn tìm một người như thế nào? Người đó bằng tuổi mình hoặc nhỏ hơn, vài tuổi cũng được. Ừ. Tình thì vui vẻ hòa đồng, có thể là làm công nhân hay gì cũng được. Ừ. Rồi em không thích điểm gì ở bạn gái? Sao chị? Em không thích điểm gì ở bạn gái? Đấy là đừng có đua đòi quá. Ừ. Còn gì nữa không? Điều thứ hai là mình, ví dụ mình thích cái đó thì mình cũng từ từ có tiền mua, chứ không phải là thích xong đòi liền. Rồi, ok. Rồi được rồi, phần casting của em xong rồi đó. Nếu được chọn bên chương trình sẽ liên hệ lại cho mình sau nha. Dạ dạ dạ. Và tên tuổi quê quán nghề nghiệp nè. Dạ, mình tên là Lê Minh Phúc, sinh ngày 22 tháng 1 năm 1995. Hiện tại mình đang là nhân ở khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giục. À, khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giục, Long An à. Mình làm gì, mình làm gì bên đó? Làm bên công ty dầu ấy chị. Mình làm bộ phận gì? Mình làm bộ phận áp tải, đi theo xe để giao đồ chị. Ừ. Rồi lương tháng của mình thì bao nhiêu? Ủa hồi nãy mình nói là tên gì quên rồi. Hồi nhỏ quá không nghe được nè. Em tên Phúc chị. Ờ, Phúc. Rồi Phúc giao... Giao như vậy thì lương tháng của Phúc là được khoảng bao nhiêu tiền một tháng? Dạ, nói chung là tầm khoảng 8 triệu đổ lên đó chị. Ừ. Rồi hiện tại là mình đang ở Long Hậu với ai? Long An với ai? Dạ, nhà thì ở Long An chị. Còn em hiện tại ở Long Hậu thì em ở trọ. Nhà ở Long An? Ủa, Long Hậu cũng là của Long An mà. Hả? Nhưng mà nó chia ra thì... ở chỗ công ty á, đến nhà em khoảng gần một tiếng lận. Ờ, à, nhà mình là ở huyện nào? Cần Đước, tỉnh Long An. Còn cái ở trên em ở là Long Hậu. Long là... Hậu, Long An. Quyền. Rồi. Này. Bây giờ điểm mạnh, điểm út, điểm mạnh, điểm yếu của Phúc là gì? Dạ, điểm mạnh thì rồi. Còn điểm yếu thêm là hay nhút nhát ở chỗ đông người. Ừ. Rồi bây giờ lên chương trình bạn muốn hẹn hò thì có nhiều người như vậy thì mình có sẵn sàng chưa, có chuẩn bị tinh thần? Ok, mà em đã đăng ký lên rồi thì em đã chuẩn bị hết rồi chị. Ừ. Rồi ok, thì bây giờ ngoài cái đó thì giờ sở trường của mình là gì? Biết nấu ăn, hát hò, nhảy múa hay thể thao gì không? Thì đó em cũng chỉ là em thích của em thôi, là em thích hát. Sở thích là thích hát hả? Dạ, của em là thích hát đó. Ừ, rồi thôi chị hát tặng chương trình một xíu đi. Dạ, tặng chương trình một xíu hả? Ừ, một hai câu gì đó. Em sẽ hát tặng Hồng Cô Giọng Cổ. Ừ, rồi mời em. Dạ, xin chị và mọi người lắng nghe. Dạ, em hát nha chị. Ừ, em hát đi. Biết tình yêu anh không thể gian sinh, nhưng anh cũng chẳng hề diễn ra. Nhưng từ bóng tối cô đơn anh vẫn thầm trong mình nghe mở rộng vòng tay chào đón. Tình...
gió khí tư thoại lắm giữa tâm hồn. Ba hồ đêm nó biết. Rồi ok, thì bây giờ em nói về tình trường của mình xíu đi. Có mấy mối tình rồi, lý do vì sao chia tay? Có ba mối tình rồi. Ba mối rồi sao chia tay nè, kể nghe coi nè. Năm 23 tuổi, 24 tuổi bắt đầu em và vợ em đã chia tay chị. Đã ly hôn rồi đúng không? Ly hôn cho đến thời điểm bây giờ thì xong. Có con gì không em? Dạ em có một bé gái chị. Mấy tuổi rồi? Dạ được 23, năm nay là 28 thì được 5 tuổi rồi chị. Là đang ở với mẹ hả? Dạ em đang ở với mẹ. Và bé gái là cũng 5 tuổi ở với mẹ rồi, em có chu cấp gì không? Dạ lúc trước á, giờ em thì em cũng chu cấp thường xuyên đi cùng chị. Nhưng mà từ khi mẹ của con em á rồi có chồng rồi nên là dắt theo chồng nên là em cũng ít về bên đó để gặp con mình đó chị. Rồi cũng không gửi tiền về thăm em à, em bé à? Em thì em vẫn gửi về thăm bên mẹ vợ em á, thì lâu lâu em mới về để em cho chị. Rồi thì bây giờ mong muốn như thế nào nè? Một người như thế nào sẽ phù hợp với em? Nói chung em cái khuyết điểm của em á, mong đã một lần mình bỏ dở rồi, khi một lần nữa thì em cũng mong sau người sau này mà bước đến quãng đường còn lại của em là biết thương yêu, là chăm sóc cho gia đình chồng con, là biết nhà loại là chị. Ngoài ra là em không cần gì hết. Ủa rồi ở bên ngoài chẳng lẽ không có ai sao em đi làm không có ai sao mà em phải tìm đến chương trình? Tại vì nếu như mà cái điều với những cái mà em chị thấy em cũng có ngoại hình, cũng có công việc ổn định, cũng có nhà cửa này kia, chẳng lẽ ở dưới quê hay là ở gần chỗ em không có ai làm ai làm mối cho em sao? Nói chung là cũng có nhưng mà không đúng đối tượng để em thích chị. Đối tượng nó chắc. Dạ. Cái đối tượng nó như dạ, thế nào? Sao à? Dạ, cái đối tượng đó. Đối tượng mà người em. Dạ, sao sao? Nói chuyện là hơi cọc cằn, quả bọ, là không có hợp với cái tánh của em nên em không thích chị. Thì tánh em như lúc nãy em mới nói đó. Con gái là nói chuyện nói nhẹ chứ không phải là khi mà cãi cọ thì ai không xảy ra lớn tiếng đúng không chị? Nhưng mà đối với em thì cái hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì cũng cùng nhau mà giải quyết mọi công việc trong im lìm. Rồi ok. Rồi chương trình đã ghi nhận hết những cái thông tin của em ở đây ha. Nếu như mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo lại với em để em lên Sài Gòn tham gia chương trình ha. Dạ, em đang sẵn sàng. Rồi, ok, cảm ơn Tích nhiều. Dạ, buổi phỏng vấn của anh đến đây là kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi anh. Dạ, chương trình cảm ơn anh ạ. Anh. Em gọi rồi mà chị. Alo. Nghe nhỏ quá vậy ta. Em có gửi nó rồi mà. Sao rồi, rồi bây giờ nghe rõ hơn rồi anh ơi. Em nói đi, em nói đi. Bên mình chưa có nghe. Vậy để em tắt tai nghe. Hay là tắt tai nghe đi, em nói bằng bình thường đi thử xem. Rồi em nói đi. Dạ nghe mà. Nghe đỡ hơn rồi nè. Rồi bây giờ bữa nay là cái buổi cáp tin đầu tiên á, mình sẽ chia sẻ lại. Chia sẻ với cái cách mà em nói chuyện để cho bên mình nhìn xem cái cách mình nói chuyện truyền tải thông tin như thế nào em nha. Nên là dạ, gửi thông tin thì tụi chị biết rồi, nhưng mà bây giờ em cần trình bày lại bằng văn nói giùm chị. Em chia sẻ về em đi, em họ tên, công việc, quê quán của mình như thế nào. Dạ em tên là Nguyễn Hoàng Nam, quê ở Bà Rịa, hiện tại đang làm bảo trì điện. Rồi em sinh năm bao nhiêu nè em? Sinh năm 1987 gì? Bảo trì điện, em đang làm ở đâu? Dạ làm ở thị xã Phú Mỹ.
Làm ở Phú Nói Mỹ chung là là làm ở trong Vũng tỉnh của Tàu em luôn luôn. á. Dạ đúng rồi, trong tỉnh của em luôn á. Là đi làm là sáng đi chiều về hả? Dạ đúng rồi. Rồi, em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của em giùm chị nha. Tự nhiên gì chị? Em nói điểm mạnh của em cho chị đi. Điểm mạnh em là cái gì? Dạ em biết nấu ăn vậy. Gì nữa, gì nữa? Nhiều lên, kể nhiều ra. Thì em nói chung là việc nhà em làm được hết đó. Rồi điểm yếu là cái gì? Nấu nhậu nhẹt hút thuốc gì không? Mấy cái đó thì có nhưng mà thỉnh thoảng mình mới nhậu thôi chứ không phải là nhậu thường. Rồi, được, em có bao nhiêu mối tình rồi? Tại sao chia tay? Dạ là hai thì chia tay thì cũng nhiều lý do lắm nhưng mà cái quen thời đó là cái thời sinh viên cũng chưa có nghĩ tới vấn đề hôn nhân. Lý do làm sao mình chia tay em? Thì bạn nữ gặp được người tốt hơn với lại hồi đó cái còn trẻ không có Công việc rồi lúc đó thì sao? Hay là tính cách hay là đang đi mình? học mà lúc đó đang là sinh viên với lại là quê hai bên cũng xa nữa. Rồi và ok, bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì cũng không có tiêu chuẩn gì hết á, chị ơi, nói chung là kiếm Thảo là được rồi, với lại đừng có cục xúc quá, Cục xúc là sao ta? cục xúc là nóng tính đó chị. Từ trước em quen hai bạn nữ cũng nóng tính lắm. Nóng tính lắm hả? Rồi. Nhưng mà em ít nói không? Chị thấy sao ít nói quá vậy? Dạ đúng rồi, em ít nói lắm chị. Nói chung là người lạ em gặp người lạ là em ít nói lắm. Rồi người quen thì nói ít hơn nữa hay sao? Thì nói ít hay nói nhiều gì cũng được á chị, nhưng mà nói đúng là được chứ đừng có nói xàm xàm. Em là hồi trước em học cao đẳng đại học gì không anh Nam? Dạ em học cao đẳng gì? Cao đẳng gì? Cao trường nào? Dạ trường đại học công nghiệp á. Rồi Hồi xong trước là làm công nghiệp học ở 4 á. Sài Gòn, học ở thành Dạ phố đúng rồi rồi. về về đó làm hả? Dạ đúng rồi chị. Em cùng với em đây mà. Ok. Rồi, ok em có còn yêu cầu gì nữa không? Dạ không gì. Rồi. Phần casting của em xong rồi đó, có gì? Ủa, tự nhiên. Rồi có gì chương trình sẽ liên hệ lại cho mình sau nha. Dạ buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi anh. Khi mà có thông tin về bạn nữ thì chương trình sẽ liên hệ lại anh sau ạ. Dạ buổi phỏng vấn của mình kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi anh. Chương trình cảm ơn anh ạ. Dạ. Rồi ao rồi. Cái công việc hiện tại của mình. Sao sao anh nói em không? Alo, anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nha. Anh nghe được không? Rõ rồi. Rồi, ok, mời anh. Em hiện em tên là Nguyễn Minh Đông, sinh năm 96. Công việc của em hiện là chạy xe công nghệ anh. Chạy xe máy hay là xe ô tô? Xe máy anh. Rồi, hiện tại em ở đâu? Hiện tại em đang ở Sài Gòn anh. Rồi, thu nhập bình quân của mình tính ra là bao tiền tháng? Tầm 12 triệu anh. 12 triệu. Anh ở quận nào? Em ở Bình Tân. Bình Tân. Rồi, anh Đông có điểm mạnh điểm yếu gì? Nói chung là điểm điểm mạnh của em là nói chung là hay giúp đỡ người khác rồi, còn điểm yếu của em là không biết chơi hay không. Rồi,
Tình trường trước giờ của anh là có mấy mối tình rồi? À, tình trường giờ của em là có hai mối tình nè. Rồi, kể về hai mối tình đi anh. Đó là mối tình đầu của em là quen khoảng 3 năm. Hai người chia tay, còn mối tình thứ hai em mới qua chia tay đây cũng 3 tháng. Là quen cũng 2 năm anh. Mối tình đầu thì quen khoảng 3 năm thì tại sao chia tay? Mà quen vào cái hồi đi học hay đi làm rồi? Đó còn đi làm á anh, nói chung là bên gia đình bên kia cũng khó, cũng khá giả, còn bên em cũng, bên đây gia đình em nó cũng không có khá em, nên nó không có chung. Nói chung là lý do chia tay cũng gia đình á. Mối tình thứ hai là mới chia tay khoảng 3 tháng. Anh đang muốn đi kiếm người yêu mới à? Dạ, tại mối tình thứ hai của em á là em thấy quen mà không tới đám cưới được á anh. Em bây giờ em muốn tham gia chương trình này là em muốn quen rồi coi em sẽ cưới luôn á anh. Bây giờ em mới đăng ký thôi chương trình này. Nhưng mà tại sao cái lý do là sao quen mà không thể đám cưới được? Tại vì cũng hai bên bố em là quê miền Tây, còn ở kia là quê ở miền ngoài á anh. Bởi vì không, cũng không có phù hợp nữa. Bố là quê miền ngoài. Dạ. Ở kia người ta không có chấp nhận người miền Tây á. Gia đình cũng khó. Nhà mình là ở Sài Gòn luôn đúng không anh? Hiện tại đang ở với bố mẹ. Không, quê em ở Đồng Tháp anh, hiện em đi làm ở Sài Gòn anh. Quê Đồng Tháp? Dạ. Rồi, nhà mình ở tới Đồng Tháp luôn, hiện tại trên này ở trọ. Ở trên này là em đang ở công ty anh, ở công ty của bạn em. À, bây giờ mình muốn chương trình tìm cho mình mỗi người như nào? Ngoại hình ra tính cách? Nói chung là tính cách, nói chung là... tìm mỗi người hạt hạ với trung thủy nè. Hạt hạ trung thủy. Dạ. Ngoại hình. Ngoại hình thì nói chung là cũng dễ nhận anh. Ngoại hình dễ nhìn, còn gì nữa nhỉ? Dạ không, em đơn giản lắm anh ơi. Ngoại hình dễ nhìn. Bạn đó quê quán cái vùng nào thì phù hợp với mình? Quê quán nói chung là ở miền Tây cho là được anh. Ở miền Tây. Dạ vâng, rồi anh, hôm nay là cái buổi đầu tiên làm quen để mà biết thông tin cơ bản về anh đã. Sau đấy tìm được cái người mà phù hợp với anh thì chương trình sẽ